Bị gì? Bị bệnh dạ. No, con phải nói ai bệnh? Con bệnh. Con của ai? Anh cũng à. Với con của ai? Đứa con cũng à. Bị gì? Bị té. Sao mà té? Con té. Con té hồi nào? Con của mẹ té hồi nào? Con cũng tại sao con té? Con té. Con tại sao? Nói mẹ nghe tại sao con té? Con tại sao té. Con của mẹ bị té? Không té. Đau không? Đau. Thì con có khóc không? Đau. Khóc nhiều không? Khóc nhiều. Khóc nhiều lắm hả? Đau. Rồi con mẹ có buồn không? Không có. Con mẹ vui không? Mẹ đau. Rồi mẹ hỏi nè. Rồi nè, đi đâu á? Đi đâu á? Để đây cho mẹ nhìn mặt coi. Con của mẹ đâu rồi? Con của mẹ đâu? Nè, mỗi lần mẹ nói cảm ơn con nói gì? Muốn con kiên trợ. Cảm ơn con rồi con nói như sao? Muốn con kiên trợ. No, mỗi lần con làm giúp mẹ nói cảm ơn cái hình rồi con nói gì? Muốn con đi. Nào nãy con nói gì đó? Hồi nãy mẹ nói cảm ơn con nói gì đó? Muốn con đi. Hồi nãy mẹ nói là cảm ơn con rồi con trả lời như sao? Mom, con trả lời không gì á? Không có chi gì đó. Không có chi. À, hồi nãy mẹ cảm ơn con nói sao? Không có chi. Cảm ơn con. Đó không bà. Cảm ơn mẹ. Không bà. Cảm ơn Ryan. Con của mẹ đâu chỉ coi. Ủa Ryan đâu ta, mẹ không thấy Ryan ta. Nhóc thúi của mẹ đâu rồi? Không, mẹ không có thấy con. Không, cười đi mẹ cho tắm. Cười đi. Hôn mẹ đi. Thương mẹ nhiều nhiều coi. Đây. Hỏi coi. Đi ra. Hỏi cho ba ơi. Ba ơi luôn luôn. Ba có cho con ra không? Ba cho con đi ra ra. Con hát bài đi mẹ cho con ra. Ba thương con. Ba thương con. Cả con ngốn nè. Chúng nè thương con nè hả, nó nói nó không dám ra sợ ba đánh đòn, rồi cái nó hỏi ba có cho con ra không. Con ngủ chưa? Đang ra. Xạo. Hôm nay con không có ngủ, hôm nay con hư lắm nha. Dạ. Ngủ là ba đánh đòn nha. Dạ. Ra ăn cơm đi cho ba. Ra là phải ăn cơm giỏi nha cha. Dạ. Không ngủ là phải ăn cơm giỏi nha cha. Bự, bụng bự cái gì nữa? Bự Điên diêm nữa. Nè, đít bự, đầu bự, bụng bự cái gì nữa? No, cái gì nhỏ xíu, nói lại coi. Nó không nói, không cho ăn chuối. Cái gì nhỏ xíu? Nè, mày hỏi nè, đầu bự, đít bự, bụng bự cái gì nữa? Ơi, hồi qua tôi tắt đèn cái nói sao không? Ba mẹ của con mất tiêu rồi. Ba mẹ của con luôn nha, ghê chưa? Rồi hồi sáng á, hồi sáng đó. Trời, em tưởng nhỏ ha mà thấy bự quá anh ha. Size full cũng bự á. Bì nằm trên, mẹ Phượng nằm dưới. Dạ con, con nhìn lên.